thẳng thắn như là mà hát nói anh lo chùa chứ là nhà răng ở đây nhà thì mà em nhớ ơi này đang ở em có nơi hôm nay dừng nhiều bài hát hay như là chiếm ngà đôn nà đôn nà đò đôn nà rồi qua mặt cầu á lời mà đã bay lại con mơ suốt cho mày nuốt tớ là được cả hoa ngạo ngạt lầm má lại ưa chứ là nó lại ưa chứ ưa chứ anh con mà ra tiền châu năm con kế bên chứ là nó đừng ngà rằng chứ mà thương rằng nhà xa cả cơ bản tô ngã mương ngã cưới cho đi hải hay hay răng mà cò chậu chuông trò tiên hạt chuông lo chuông nó khen chứ là nó có chúng ông đã có rồi nhưng vẫn quyết hát cả đời bên anh hải hay cô chân anh lầm chơi nắng đi hát kia chuối nhà mai un nắng đã có ông hơi giờ nói có ông vẫn bước đi lông mắt là em đôi hải anh ơi thì em vui lầm chơi nắng cho em hạt dùng bên nắng có bụi chứ là ủa ơi thì mẹ anh nhớ ba dòng mà cùng ngã ca mặt nến mà đưa đi theo cũng hay hay thì un cứ hỏi cho em càng được bố chồng bố làng quê hương chưa là yêu thôi à em bài hát chào hỏi đã kết thúc không? Chúng mình đã có đào lòng nắng mặn thương hỏi đến yên chàng bố cho chứ là yêu ơi em ơ mương khỏi hơi nắng là yêu nhớ lệ như vang đeo chảy là ngày nay nhớ du lịch mà ở đi vừa thương vừa mến lại thì an lành rồi nhớ vui un đã cầu
châu chung chữ hạt mà dùng mô dùng tóc bắp nghe là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đôi mê xếp ba lại điều mà tôi cháu thanh hòa biên phủ du lịch cả nhật tình mà giao lưu chưa là anh đi xuống ngôi này có gì ăn hãy dừng lại một màn chiến đã đưa cái tên tình của họ sẽ đã ở đây và trở lại sân khấu để chúng ta ngồi để chúng ta cổ vũ cho đội múa của em sinh ở trên bãi thước về một lần nữa trân trọng chúng mời đội múa chúng ta chuẩn bị cho bốn phút phơi nhạc bốn phút tất cả bốn ba phút và bây giờ rất cảm ơn các câu lạc bộ và các thành viên và trong câu lạc bộ của bốn phương chúng ta đã trở về để chúng ta đã đi vòng quanh ở tại danh thu đã ở đây và bây giờ chúng ta cũng mời các câu lạc bộ chúng ta trở lại để chuẩn bị chiêm ngưỡng và cổ vũ cho đội ngũ đang xuất sắc và tất cả những người các đội ngũ chúng ta đăng ký chúng ta chuẩn bị cho và kính thưa tập thể các minh anh chị thân mến và các câu lạc bộ đối phương và các tỉnh thanh hóa ninh bình và sáng hôm nay đã được chào anh đã ra chào anh nhà mình thân 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 là hôm nay trên ban huy động không đã trên em đi có mỗi một mình thôi anh ạ. Em cũng có sinh hoạt các bộ nào cảm ơn anh anh chào em nhá. Em đơn vị nào sang đây ạ? À? Câu lạc bộ nào? Công Thủy ạ. À Công Thủy nhá. Đây rồi. Đây là đất Công Thủy nhiều gái đẹp quá nhỉ. Cảnh làng đấy. Chúc tập chúng mày và thể các chị chúng ta cảm thấy để chúng ta và chân nữa tình câu về mang lại các hát vinh của xuân trở về để chúng ta hợp vẻ nhau và món quà tặng đến đây để xin chân trọng kính mời đội múa đầu tiên của câu về MC đó là bài múa xe tin đỏ hơi và bây giờ chúng ta tập bài câu về chúng ta này xin chào tất cả chúng ta câu về MC nha sang hai để chúng ta có thể múa đây 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 đây
Mấy cây bằng. Cái tay này anh đi không thấy lên. Còn cái nào? Mềm.